Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món canh ăn rất là thanh mát và không bị ngán. Đó là mình sẽ nấu canh xương nấu với nấm và một số loại rau củ. Như là mình đã chuẩn bị là mướp này. Mình sử dụng khoảng nửa trái đến một trái và một ít nửa củ cải trắng để mình hầm với xương để cái nước xương của mình nó được ngọt thanh hơn đó. Đối với một món canh đơn giản mình sử dụng trong gia đình hàng ngày thì mình thường xuyên là mình thích những cái món canh mà nó không bị ngán mà nó vẫn đủ chất dinh dưỡng. Ở đây mình sử dụng khoảng 200g xương heo, mình đã trần qua nước sôi khoảng 2-3 lần để khi mà mình nấu thì cái món canh của mình, cái nước canh nó được trong, nó không bị đục. Hành lá và ngò gai mình sẽ sử dụng một chút xíu để cái món canh của mình nó được thơm ngon hơn nhé. Đầu tiên thì đối với tất cả các nguyên liệu mình mang, mình rửa sạch hết nấm, mướp, củ cải. Bây giờ thì mình sẽ mang đi hầm cái xương và củ cải để cho cái xương và củ cải mềm ra, mình lấy nước canh và sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình nêm gia vị nhé. Đây, sau khi mình đã rửa sạch cái phần xương và củ cải, mình cho vào mình hầm với khoảng 700ml nước và một củ hành tím để thơm ngon. Và mình đã nêm vào đây một muỗng hạt nêm và bột muối bột canh để canh của mình đậm đà. Sau khi mà mình ninh được khoảng mình hầm xương được khoảng 15 đến 20 phút để xương mình, cái xương heo nó ra hết cái chất ngọt và nó có thể là nó mềm vừa ăn, thì mình sẽ nêm nếm lại và mình cho cái phần nấm và nấm và các cái nguyên liệu khác vào sau nhé. Đối với mướp hương thì mình sẽ cắt khúc. Và cái nấm kim châm này thì mình sẽ tách ra, mình rửa rồi đó. Nếu mà các bạn thích ăn loại nấm nào thì mình mua loại nấm đó nhé. Nhà mình thì mình thích ăn cái nấm này thì mình mua nấm này. Mình mua về á, mình rửa, mình ngâm trong cái nước muối loãng rồi mình xả lại. Với ngò dí thì lát nữa mình sẽ cho vào sau. Mình hầm được cho cái xương của mình nó mềm như giá này thì đây mình thấy cái nước canh của mình vừa rồi và mình nêm vừa rồi thì mình sẽ cho cái phần nấm. Cái nấm này thì mình nấm kim châm nên là nó rất là nhanh chín thôi. Mình cho cả nấm cả cái mướp vào luôn nhé. Đây, vậy là mình đã vừa nấu xong cái nồi canh nấm của mình rất là ngon. Bây giờ mình chỉ cần thêm hành ngò vào nữa thôi. Đây các bạn ơi, mình đã rất là nhanh, mình đã vừa hoàn thành xong một cái tô canh nấm nấu với sườn và mướp hương. Rất là thanh đạm mà lại ngon nữa, nó không bị ngán. Cái vào những ngày mà chớm đông này mình làm một tô canh nóng này ăn rất là ngon nhé. Hy vọng là với món canh thực hiện rất là đơn giản vào cho thêm vào cái bữa ăn hàng ngày của mình thì các bạn có thể thực hiện rất là nhanh chóng trong vòng khoảng 20 phút thôi.
Video thực hiện cái món canh xương nấu với nấm của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì mình mời các bạn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.